Hà Hồ khoe ảnh gia đình du lịch sang chảnh, bố dưỡng Kim Ly chiếm trọn spotlight vì đặc biệt chăm sóc Su Hiện tại, cuộc sống viên mãn của mẹ bầu Hà Hồ cùng Kim Lý khiến dân tình phải ngưỡng mộ. Được biết, sau hơn 3 năm mặn nồng, cặp đôi lại chuẩn bị đón thiên thần nhỏ trong ít tháng tới. Mặc dù đang trong thai kỳ, tuy nhiên Hà Hồ vẫn giữ được thần sắc dạng dỡ, cô thường xuyên đi du lịch sang chảnh và tự tin diện bikini khoe dáng nuột đến khó tin. Đáng chú ý, cũng trong chuyến đi này, hà hồ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu bên con trai và kim lý dễ dàng nhận ra kim lý hà hồ và subel quả thật là một gia đình khi cả ba thoải mái ôm hôn và thể hiện tình cảm cực ngọt ngào dành cho nhau đặc biệt hơn cả hà hồ cũng đăng tải hình ảnh kim lý cúi thấp người để thắt dây dày cho con trai cực chú đáo subel cũng tỏ ra rất quấn quýt và yêu mến bố dượng chỉ từ những hành động nhỏ thế này kim lý đã chứng minh được mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của hà hồ khoảnh khắc gia đình cực đáng yêu của kim lý hà hồ và bé subel Hành động đặc biệt của Kim Lý dành cho con trai riêng của Hà Hồ nhận nhiều lời khen ngợi. Subaru cũng rất quý và quấn bố dưỡng không rời. Mặc dù còn bé, tuy nhiên béo lại được bố mẹ cho tận hưởng nhiều dịch vụ sang chảnh. Trước đó, khi Hà Hồ khẳng định con trai là người cô yêu thương nhất, Kim Lý cũng nhanh chóng thả tim để tỏ ý tán đồng. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.